của siêu phàm đã thành công rồi. Sao đông người quá vậy? Chuyện này là sao? Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Hành tinh của tớ đã bị phá hủy rồi. Gia đình của siêu phàm cũng... Tớ không tin, chịu nít nói dối. Các cậu, đây không phải là lúc để tuyệt vọng. Ngài Galactic chắc chắn có cách. Trong lúc đó, chúng ta phải bảo vệ hành tinh này. Chúng tôi chỉ tò mò thôi. Cái đồ nhát gan. Cứu tôi. Trời ơi, cứu tôi với. Gia đình của siêu phàm đã dũng cảm đứng lên bảo vệ chính nghĩa, chống lại cái ác. Chúng ta không được để cho họ thất vọng. Mình sẽ dũng cảm đứng lên chiến đấu. Biệt đội chiến binh Queen siêu phàm, hãy cùng nhau chiến đấu bảo vệ Queen Galaxy. Tấn công!